Rồi, cứ từng nắm sờ lên sốt đi xăng nha. Đó, chịu không? Chào các bạn nha. Quá tài chạy rồi. Đi. Đâu? Thấy què đâu. Đâu? Rồi thảo đây. Thấy con què gì đâu. Quá cực khổ rồi à, mấy anh em đi nãy giờ mới dí được con đòi này nha. Đó, nãy giờ mới được nè, quá bự luôn. Đáng nè, súng 6 nòng mới nè, nè đáng nè, nè dính đầu nè, gỡ coi. Bắn nào chúng đó đủ chỗ nó chảnh vậy, lum đạn hết trơn mà. Thằng nào bắn trúng cái đầu nữa nè.
Đâu Dũng? Bắn rồi. Bị hết viên ngay chân đùi sau rồi đó. Đắp mà không có gì vậy. Bắn rồi. Anh xin tâm liên đó vậy. Đi xuống, đi xuống. Con vậy? Con đó đó. Trong góc quá, trong góc quá, thọt vô phong, thọt vô phong. Có một con à, mày cứ tào lao. Tao nhìn thấy nó chạy đây một mình nó nãy giờ. Thọt mạnh vô phong, nó chui vô góc đó phong. Đứng bên đó đi Dũng, hồi nó chạy ra. Chỗ mày thọt đó, thọt mạnh vô, núp trong đó đó. Nó nín đó. Nó nằm chết trong chổng luôn chừng. Bên đây nè, đó chỗ lá ủ quá đó, chỗ lá ủ quá đó, nó chui chỗ lá ủ đó. Thọt mạnh vô, bà mẹ trốn ghê không. Chui nằm chết nó luôn. Vô cái bọng rồi nghe mấy bạn. Dính nghe các bạn vô vọng nè nha. Đó, anh Tám lôi ra nè. Đấy. Yeah. Đó, ghê chưa, ghê chưa. Bắn cái giò này nè. Giò trước nè. Ừ. Không có phải. Bự vậy nó nhỏ vậy.
Rồi đi tiếp nha. Dí nãy giờ bắt được con nha. Đâu? Thấy nó đứng nhỏ xíu mà sao mà tới ghê không, ghê không? Tới ra bự tao quá. Ra ra chuẩn bị đập rồi sao? Rồi. Anh thấy nè mà bắn được. Đây đây đây. Đây. Chơi xuống dưới à? Chơi đất hả? Chạy xuống luôn rồi. Nhưng mà lâu lắm rồi. Kìa chạy lên nè, chạy lên nè. Đó nó chạy qua đó. Ở tôi đang gần nó mà mày cứ chạy tới chạy luôn trước mặt tao rồi. Có ông gần gần nè. Xiên được xiên đi. Không có xiên được, đụng cái cây không à. Chỗ này nè. Đấy, đừng có rung, đừng có rung, đừng có rung. Cái cây. Cái đập. Dũng đừng bắn lại chạy luôn rồi. Trời ơi Phong ơi. Trời ơi xin hỏi không? Cây không à. Rồi xuống góc nữa rồi. Sợ không? Nè mày ra đây mày bắn đi, ta ta đập cho mày nha. Ui cho. Nó qua đó anh bắn. Rồi. Rồi tới. Giờ đi vô rồi. Đây. Qua bụi rồi đó, qua chỗ mày đó Phong. Ờ, dạ, xong đi Phong. Qua luôn rồi. Vô vuông đó ngồi đi sang. Đây có hàng không? Biết đâu. Mà vô đó mày ngồi đi. Đó. Cho chạy xuống dưới dưới luôn á. Lại hai cháu vô kìa. Tao vô góc đằng á. Bắn chúng của mình á đó. Vô góc đằng á tao ơi. Con chó. Con ruộng rồi. Bắn chúng của mình rồi. Đi hết nổi rồi. Cái này bắn đàn ngang chảy luôn vậy. Rồi tới giờ rồi đó. Xiên rồi, chúng ngay mình cái ớt té xuống đó. Xiên đầu tiên. Được chưa? Chui trong kẹt hả? Được đích đó. Gặp rồi. Nghỉ dí đây nó chui trong bọng nè. Đưa cái bình ra kìa, Dũng qua bắt đây. Cái tay mày nhỏ. Bắt ra đây. Thì thật đây bắt ra. Còn đâu nữa mà còn. Thằng nào vậy? Thằng nào vậy? Trước lên là 5 thằng. Đâu? Chịu không nổi đâu. Chiến cắn thằng chết. Lên là lên lạnh đó mà lúc đi về là đi tà hả đó.
Lên đây đi. Hết rồi. Lên đây nè. Lên đây đi vòng qua đất có mừng á, xuống đứng nào lên. Bể rồi. Ê. Nó sai luôn rồi. Chết. Ừ là trời. Ủa má. Đúng mẹ, chết mẹ em vậy. Bập chết nha. Chốt đâu hả? Cú má hay cú con? Từ 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 từ. Đi chạm đó, chạm đó. Đâu rồi? Đâu rồi? Trời ơi, trời chúng có đua kìa. Ơi, gần chết rồi. Để tao. Rồi xong rồi. Không. Ai là người dưới em bà mộng? Chết gác đi. Tự sang vớt xuống chụp luôn à. Dính mũi chân à. Lập công ơi. Trời ơi trời. Chúng đó mà nó không gớt á, chúng rồi bịt bịt đó. Đó, chụp luôn. Chết em rồi. Bấy quá người ơi. Bấy mịn chân luôn. Quay vào đây nè. Bấy mịn chân nè. Mẹ để viên ốc. Đeo lên chạy. Trong bụi tùm dông á, bụi tùm dông á. Kêu Phong lên. Tiếp tục đào lỗ. Vì dí dở quá em nhen chạy vô lỗ nha. Nói ngu gì tụi leo coi. Chứ đâu trên vậy? Nó bự gì đó nữa vậy? Sắp bắt đường nha anh em. Thằng Sang đâu rồi, mày nhai đậu đi. Thôi nghỉ nhai rồi. Cho nó hơi thử cái gần. Wow, ghê chưa, đào chặn lỗ luôn nha. Có dữ luôn. Vô lên coi, Dũng, Dũng, Dũng. Đó. Đầu chẳng đầu. Chị đuổi ăn, chị đuổi ăn. Em bỏ đi rồi. Bỏ má đập á. Chó cắn cái đàn nha. Chó cắn cái đàn. Chó ghê không? Ủa con này con nhỏ mà. Cái mà. Bắt đàn chó nó cắn nữa đó.
Chạy nghe thấy nghe mà.